và chất liệu bằng gỗ cẩm nai. Bằng gỗ cẩm nai mà màu tự nhiên, nó giống như là màu hạt dẻ nhạt, nó rất là đẹp và chắc chắn vân cũng đẹp nữa, làm cho cái phòng thờ của quý khách hết sức là trang nghiêm. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, thành công. Hiện tại thì Hướng Mai đang ở tầng 9 Hướng Mai Center, và đây là một chiếc bàn thờ bằng gỗ cẩm nai rất là đẹp. Kích thước của bàn thờ này là dài 2m30, rộng 1m27, cao 1m27, được đục hoa sen, được làm toàn bộ bằng gỗ đặc nguyên nguyên tấm để làm toàn bộ bộ sân này. Đây là một bộ bàn thờ mà đục hoa sen được nhiều khách hàng lựa chọn và yêu quý. Nhà Hướng Mai thì cũng đang thờ những cái ngôi nhà như là phòng thờ 9 tầng này, thì cũng đang thờ một bộ bàn thờ như thế này để thờ Đức Phật. Và khi mà đặt để trong căn phòng thờ thì quý khách sẽ thấy là rất là dễ dàng khi mà lau chùi, đặc biệt là cái độ bền, kỹ, quý, trang nghiêm thì được đặt để rất là vững chãi. Nên là mỗi khi mà đến phòng thờ thì cảm thấy một cái sự bình yên từ trong tâm hồn, để mà thờ cúng rất là trang nghiêm. Vừa đẹp, vừa chắc, vừa khỏe, lau chùi thì vô cùng là dễ. Và chất liệu bằng gỗ cẩm nai. Bằng gỗ cẩm nai mà màu tự nhiên, nó giống như là màu hạt dẻ nhạt. Nó rất là đẹp và chắc chắn vân cũng đẹp nữa, làm cho cái phòng thờ của quý khách hết sức là trang nghiêm. Vừa trang nghiêm nhưng mà lại vừa có một cái chiều sâu của tâm linh. Đây là một bộ bàn thờ mà Hướng Mai rất là thích. Vừa đẹp, vừa quý, vừa trang trọng. Khách hàng của Hướng Mai cũng rất là nhiều người. Khi mà đã mua sắm về tư gia nhà mình thì thường thường dành những lời ca tụng, khen ngợi. Vì khi mà đặt để thì họ bảo là hàng ngày lau chùi rất là dễ dàng, và mỗi khi mà lạy Phật thì cảm thấy là rất là thanh tịnh, trang nghiêm. Thường thường khách hàng của Hướng Mai họ tụng kinh, niệm Phật, chép kinh thì ở trước bàn thờ này, và sau này có nhiều các ngôi nhà khác thì họ cũng vẫn chọn các cái mẫu bàn thờ này. Nên là bàn thờ này hiện tại thì đang là bàn thờ đẹp nhất của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Nếu mà nói về bàn thờ Phật thì đây là một mẫu mà vừa trang trọng, vừa chắc chắn, vừa đẹp đẽ, vừa dày dặn, vô cùng là giá trị, chắc chắn cứ rất là quý giá. Và đặc biệt là kích thước to, phòng thờ của quý khách thật là to thì sẽ kê được bộ bàn thờ này, bởi vì bộ bàn thờ này là kích thước 2m36, rộng 1m27 và cao 1m27. Vừa chắc chắn, vừa sang trọng, vừa đẹp đẽ, vừa dày dặn và vô cùng là tuyệt vời. Mỗi khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy được cái sự uy nghi cũng như là cái sự sang trọng khi mà đặt để trong ngôi nhà nhà mình. Và mỗi khi mà thờ cúng thì các cái bông hoa sen là biểu tượng của quốc hoa của đạo Phật. Trong bùn thì có sen, và mặc dù là có cái sự hôi tanh nhưng mà cái bùn đấy vẫn tỏa ra được những cái bông hoa thơm ngát. Cũng giống như là ở trong cuộc đời thì có rất là nhiều những cái việc mà nó bất như ý, nhưng mà những người mà đã tu tập được, họ vẫn có được sự thanh tịnh, vẫn có sự được bác ái, bình an, tỏa ra một cái hương rất là thơm ngát. Mỗi khi mà mình gần họ thì học được rất là nhiều, đặc biệt là các vị thầy mà tu tập đắc đạo, thì mỗi khi mà Hương Mai được gần một vị thầy nào đấy thì thấy được cái sự từ bi cũng như là một sự hoan hỷ nó tràn ngập, và cái không khí, cái năng lượng bình an nó mãi mãi ở trong đấy. Và mỗi một lời mà các vị thầy nói với Hương Mai cũng như là các bạn của Hương Mai thì đều là những cái bài học rất là quý, chân quý trong cái cuộc đời này. Thế
Có một cái câu rất là hay ở trong Kinh Lời Vàng của Phật là nếu có bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Nên là đời này mà được gặp những các vị chân nhân, các bậc thiện tri thức, các bậc minh sư thì đấy cũng là một phước báu của những hàng Phật tử tại gia, cũng giống như là những người mà đang trên con đường hướng thiện mà gặp được những vị thầy minh sư thì cũng giống như là một cái bàn thờ khi mà bình thường là gỗ thì là vô tri, chưa có được những cái bàn tay tài hoa, cái khối óc, cái sự trí tuệ mà để vào. Nhưng mà khi người thợ, người nghệ nhân đã đục ra được những cái bông hoa sen thì làm thế nào để có được sen, người nghệ nhân đấy họ phải có một cái trí tưởng tượng rất là sáng tạo, rất là thanh khiết, rất là tinh tế để họ tưởng tượng ra những cái bông hoa sen, và sau đó thì họ đã đục những cái bông hoa sen rất là đẹp. Và khi mà họ đục những cái bông hoa sen thì họ phát ra được một cái tâm thanh tịnh, được một cái vẻ mặt rất là hồn nhiên. Mỗi khi mà Hương Mai vào trong nhà máy của mình thì rất là ngạc nhiên là những người nghệ nhân trong nhà máy họ có một gương mặt rất là trẻ trung. Có những cái bạn mà ngày xưa khi mà bạn ấy làm ở công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai là chưa có lấy vợ, bây giờ thì bạn ấy đã là ông ngoại rồi, bảo cô ơi cháu ngoại được 6 tháng rồi cô ạ. Đấy, nên là Hương Mai cảm thấy bạn ấy vẫn rất là trẻ, vô cùng là trẻ mà có được cái sự hồn nhiên. Vì sao lại trẻ như vậy? Là hàng ngày các bạn ấy sáng tạo, đục đẽo những cái sản phẩm đồ gỗ như là bàn thờ Phật đục hoa sen, hoặc là những pho tượng Phật, hay là sáng tạo ra được những cái phong cảnh thiên nhiên. Nên là tâm hồn cũng như là cái sự lao động miệt mài để ra được những cái sản phẩm đẹp. Cho nên là một là bạn ấy rất là trẻ, hai là rất là khỏe mạnh. Thì đấy cũng là một trong những cái phước báu khi mà công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai cũng như là những người nghệ nhân có được những cái nghề mà vừa lao động, vừa sáng tạo, vừa dùng cái trí óc tưởng tượng mà cuối cùng là ra được cái sản phẩm, đó là kết quả rất là đẹp và được rất nhiều người thờ cúng, cúi lạy hàng ngày, cũng như là toàn bộ gia đình thì gửi gắm cái tâm linh vào trong cái phòng thờ của mình, và đặc biệt là cúi lạy trên bàn thờ, trong đó có tổ tiên, có Đức Phật đang ngồi, đang ngự trị trên đây. Và ngày hôm nay thì Hương Mai giới thiệu một bộ bàn thờ bằng gỗ cẩm nai vô cùng là đẹp, với những cái đường vân, với những cái họa tiết bằng hoa sen, vừa tinh khôi, vừa thanh khiết, vừa nói lên cái sự thanh tịnh của một bậc giác ngộ đến với quý khách. Và Hương Mai cũng xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn có được sự mạnh khỏe, trí tuệ, thành công và diện mạo đẹp, sống lâu. Một lần nữa thì Hương Mai xin được biết ơn tới toàn thể quý khách đã theo dõi trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn có được sự an vui, hòa hợp, hạnh phúc và thành công. Quý khách quan tâm các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai, đặc biệt là đồ thờ, thì hãy đến với tầng 9 Hương Mai Center, hoặc là gọi điện theo số 0912298044, 0972514668. Quý khách thấy các video của Hương Mai hữu ích thì hãy like, comment và chia sẻ. Hương Mai xin được trân trọng gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách thành công và luôn luôn gặp được mọi thiện duyên trong cuộc đời. Xin trân trọng biết ơn. Xin chào.